Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số miền Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.